Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Thắng Béo Telecom. Trong video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cách hủy các gói cước Viettel mới nhất hiện nay. Siêu đơn giản, hiệu quả 100%. Trước khi hủy gói cước, bạn cần phải biết mình đang dùng gói cước nào. Để biết gói cước mình đang sử dụng, bạn hãy soạn tin nhắn KTTK gửi 191. Bước tiếp theo, tiến hành hủy gói cước theo hai cách sau. Cách 1, hủy gia hạn gói cước, bạn hãy chọn tin nhắn theo cú pháp hủy dấu cách tên gói cước gửi đến tổng đài 191 và làm theo hướng dẫn của tổng đài. Cách 2, hủy hoàn toàn gói cước, bạn soạn tin nhắn theo cú pháp hủy gửi 191 và làm theo hướng dẫn của tổng đài. Ngoài cách hủy gói cước mình vừa giới thiệu, mình sẽ giới thiệu thêm hai gói cước của nhà mạng Viettel. Gói cước đầu tiên mình giới thiệu đó là gói cước V25B. Chỉ với 25.000 đồng cho một lần đăng ký, bạn sẽ nhận được 2GB data tốc độ cao. Đặc biệt hơn, bạn được miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng có thời lượng dưới 10 phút. Thời gian sử dụng của gói cước này lên đến 15 ngày. Để đăng ký, bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp V25B dấu cách TL gửi đến tổng đài 9123. Gói cước thứ hai mình muốn giới thiệu đó là gói cước SD90. Chỉ với 90.000 đồng, bạn sẽ nhận được 45GB data tốc độ cao, tức là mỗi ngày bạn sẽ nhận được 1,5GB. Thời gian sử dụng của gói cước này lên đến 30 ngày. Để đăng ký, bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp SD90 dấu cách TL gửi đến tổng đài 9123. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm các gói cước khác tại phần mô tả bên dưới video hoặc truy cập tại website viettel.group. Tại đây, mình có giới thiệu đầy đủ các gói cước 4G của nhà mạng Viettel được cập nhật mới nhất hàng ngày. Nếu các bạn có câu hỏi cần hỗ trợ, hãy để tin nhắn trong phần bình luận, mình sẽ đáp. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cho Thắng Béo Telecom. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.